Elite Sport, bản lĩnh chiến binh. Xin chào quý vị khán giả của kênh Elite Sport. Quý vị thân mến, yến mạch là một loại thực phẩm được rất nhiều các chị em phụ nữ lựa chọn bởi vì nó có tác dụng giảm cân và nó có hàm lượng chất xơ rất là cao. Vậy thì sử dụng yến mạch như thế nào một cách đúng và ăn kiêng cùng với yến mạch á thì cần phải lưu ý những điều gì, và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nói về công dụng của yến mạch. Ở trong yến mạch á, cung cấp nhiều chất xơ hòa tan hơn so với những loại ngũ cốc khác. Những chất xơ hòa tan này á sẽ giúp cho chúng ta tiêu hóa chậm hơn nè, làm tăng cái cảm giác no nè, ức chế cái cảm giác thèm ăn. Có thể nói rằng ở trong yến mạch á có chứa hàm lượng protein rất là cao, một chất để giúp chúng ta có thể tăng cơ nè, giảm mỡ nè và cung cấp rất là nhiều vitamin thiết yếu. Và có thể nói rằng á, yến mạch là một loại thực phẩm vàng trong làng giảm cân. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nói về chế độ ăn kiêng cùng với yến mạch. Dù có tác dụng tốt trong việc giảm cân á, nhưng mà chúng ta cần phải có một cái chế độ ăn kiêng cùng với yến mạch một cách hợp lý. Sau đây thì Nghĩa sẽ giới thiệu đến các bạn hai giai đoạn để chúng ta có thể ăn kiêng cùng với yến mạch nha. Giai đoạn 1, ở tuần đầu tiên chúng ta sẽ ăn 3 bữa trên một ngày. Lúc này chúng ta hoàn toàn chỉ sử dụng yến mạch nguyên chất, không sử dụng yến mạch ăn liền. Ở giai đoạn thứ hai, sau tuần đầu tiên rồi thì chúng ta có thể ăn từ 1 đến 2 bữa trên một ngày. Và những bữa ăn khác chúng ta sẽ giảm hàm lượng chất béo xuống thấp nè, ăn kèm thêm những cái loại rau củ quả và trái cây để tăng cường vitamin cho cơ thể. Và lúc này thì chúng ta có thể sử dụng yến mạch ăn liền. Để cho việc giảm cân bằng yến mạch đạt hiệu quả cao nhất á, thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ tuân thủ theo nguyên tắc là chỉ ăn duy nhất một yến mạch mà thôi. Và cách giảm cân này á, sẽ phù hợp với những người mà muốn giảm cân nhanh chóng và có một cái sức khỏe tốt. Và sau đây thì Nghĩa sẽ được chia sẻ với các bạn về thực đơn giảm cân bằng yến mạch để các bạn cùng tham khảo nha. Bữa sáng sau khi thức dậy, bạn hãy uống một ly nước lọc để thanh lọc cơ thể. Tiếp theo, bạn hãy ăn một chén cháo yến mạch cùng một quả trứng gà luộc. Khẩu phần ăn này sẽ đủ năng lượng cho bạn hoạt động đến trưa, lại còn no lâu, không có cảm giác đói. Nửa buổi sáng, bạn có thể nạp thêm vitamin cho cơ thể bằng cách uống nước ép bưởi hoặc nước ép táo không đường. Bữa trưa, bạn ăn một chén cháo yến mạch cùng với hai quả trứng gà luộc hoặc trứng gà đánh cùng với cháo yến mạch đều được, tùy theo khẩu vị của bạn. Bữa xế, nếu cảm thấy đói, bạn có thể ăn hạt ngũ cốc cùng với nguồn năng lượng dồi dào như hạt hạnh nhân, hạt điều hoặc ăn một trái táo. Bữa tối, ăn một chén cháo yến mạch rồi đi ngủ, không ăn thêm gì nữa. Dĩ nhiên là chúng ta không thể nào chỉ ăn mỗi một yến mạch trong một cái chế độ giảm cân với thời gian dài, đúng không nào? Và ngay sau đây thì Nghĩa sẽ được chia sẻ với các bạn hai cách để chúng ta chế biến một yến mạch vừa đảm bảo tuân thủ được chế độ giảm cân nè, vừa đảm bảo cung cấp những dưỡng chất cho cơ thể. 1. Hỗn hợp yến mạch với sữa hạnh nhân không đường cùng với chuối nghiền và quế sẽ cho ra sản phẩm giàu dinh dưỡng mà tốt cho sức khỏe. Bổ sung một chút gia vị như quế hoặc thảo quả, quả anh đào hay ớt để làm tăng hương vị cho bữa ăn với yến mạch. 2. Sử dụng yến mạch với một hoặc hai lòng trắng trứng để tạo thành sản phẩm cháo yến mạch giảm cân. Lòng trắng trứng không ảnh hưởng đến hương vị của bột yến mạch, nhưng nó lại thêm hàm lượng protein cho khẩu phần ăn. Ăn yến mạch á, sẽ mang đến hiệu quả giảm cân rất là đáng kể mà lại còn tốn ít chi phí nữa. Bên cạnh đó, để chúng ta có thể xây dựng được một body đẹp nè, một cái cơ thể thật là khỏe mạnh á, thì chúng ta cần phải kết hợp với một cái lối sống lành mạnh nè, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên như là đi bộ, chạy bộ, bơi lội vân vân. Và khi mà chúng ta thực hiện được một cái chế độ như vậy á, sẽ giúp cho chúng ta giảm được cái lượng calo đáng kể, giúp chúng ta có một cái cơ thể săn chắc, một sức khỏe thật là tốt. Và nếu như mà các bạn quan tâm đến những thiết bị tập luyện thể dục thể thao á, các bạn có thể truy cập vào website elitesport.vn để cùng tham khảo nhé. Elite Sport, bản lĩnh chiến binh. Qua những thông tin vừa rồi á, thì chúng ta thấy rằng yến mạch có rất là nhiều tác dụng trong việc giảm cân. Nhưng mà trước khi giảm cân á, các bạn cần phải quan tâm đến chế độ dinh dưỡng và sức khỏe của mình nha. Tốt nhất á, là các bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ khi lựa chọn bột yến mạch nói riêng và những loại thực phẩm giảm cân nói chung để chúng ta có một cái phương pháp giảm cân thật là tối ưu. Để biết thêm về những thông tin, những sản phẩm tập luyện thể dục thể thao, các bạn có thể truy cập vào website elitesport.vn hoặc gọi điện thoại đến tổng đài 1-800-6854 để được tư vấn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ, Trung Nghĩa sẽ được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.